Thưa quý vị, thưa các bạn, là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng về nông nghiệp với các vùng nguyên liệu phát triển mạnh, Thái Bình đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp. Vì vậy, công tác xúc tiến kết nối tiêu thụ nông, thủy sản, sản phẩm công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thái Bình năm 2022 vừa được Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức với sự tham dự trực tiếp của hơn 600 đại biểu đại diện cho các nhà phân phối, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu. Sự kiện này cũng kết nối trực tuyến với gần 40 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực nhằm góp phần đưa các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thái Bình chủ động khai thác thị trường cả trong và ngoài nước. Bộ ngành, đặc biệt là Công Thương, Bộ Công Thương là có một cái chương trình giúp cho Thái Bình xúc tiến tiêu thụ được nông sản. Cũng rất lâu lắm rồi ấy, thì Thái Bình mới làm được cái này. Mà đây đó là một cái yêu cầu, đó một sự mong mỏi của nhân dân Thái Bình nói chung và các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm của Thái Bình tạo ra, thì đây là một cái điều rất là tốt. Cũng rất mong được sự quan tâm của các cái cấp lãnh đạo nhà nước, đặc biệt là Bộ Công Thương, làm sao tạo điều kiện chúng tôi có một cái nguồn vốn để chúng tôi mở rộng sản xuất hơn nữa và kết nối với nhiều cái địa phương xa, ở vùng xa hoặc là đặc biệt là ra nước ngoài. Đấy, thì cái kết nối cung cầu ra nước ngoài là chúng tôi ở trên một cái doanh nghiệp ở trong nước thì cái việc kết nối đó nó hơi khó. Nếu mà được tác động của bộ hoặc là của các ban ngành tạo điều kiện thì chúng tôi sẽ dễ vươn xa ra hơn. Hiện tỉnh Thái Bình có 64 sản phẩm ô cốp được công nhận 3 sao, 4 sao, có 45 sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu. Thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng kênh phân phối truyền thống và hiện đại, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như phát triển kinh tế của tỉnh Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung. Do đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhằm giúp Thái Bình cũng như các địa phương trên cả nước phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đối với các địa phương trên toàn quốc nói chung cũng như là tỉnh Thái Bình nói riêng, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử và đẩy mạnh phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thiết lập, phát triển các chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ theo ngành hàng, đa dạng các kênh phân phối cả truyền thống và hiện đại, cả trực tiếp và trực tuyến, nhằm chủ động hơn nữa trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu và các chuỗi cung ứng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Thái Bình nói riêng và các địa phương trên toàn quốc nói chung. Để hiện thực hóa cho hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp kết hợp trực tuyến lần đầu tiên của tỉnh Thái Bình, tại sự kiện lần này, ban tổ chức cũng đã khởi động chương trình đưa hàng nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh vào hệ thống phân phối, tổ chức ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản ghi nhớ cho các doanh nghiệp, ký kết thỏa thuận đưa các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh lên một số sàn thương mại điện tử, v.v.